À, chấm đúng quá rồi. Tóc quá rồi. Thằng nào lôi cần đi. Có quả rồi. Ui, cỏ phết đấy. Ui. Thành công rồi anh em ơi. Chào tất cả anh em nhá. Hôm nay đầu tiên xin cảm ơn tất cả mọi người thời gian vừa qua đã ủng hộ tôi, đã ghé thăm kênh của tôi và ủng hộ tôi cho qua những nút đăng ký. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Và hôm nay tôi lại đi chiến đấu thôi anh em ạ. Hôm nay đi săn buổi chấm cỏ xem như thế nào. Điểm này khá đẹp anh em ạ. Vừa ra đây xong, vừa chuẩn bị xong một tí chưa xong. Tôi cho mọi người xem nha. Địa điểm rất đẹp. Anh em xem. Địa hình chỗ này liệu có chấm cỏ không anh em? Hồ này có chấm cỏ đấy anh em ạ. Đợt trước tôi câu đêm được 3 con đấy. Hôm nay thử đi thăm săn buổi xem nào. Ố ngô túm qua rồi. Đây vừa chuẩn bị đồ xong một tí, chưa xong được. Ấy kêu ộp. Khá đẹp anh em ạ. Hôm nay thời tiết hơi oi một chút. Bây giờ tôi ra đồ anh em nhá. Chuẩn bị đồ ra đồ ra cần đây. Ra cần anh em nhé. Đó, được ra cần anh em ạ. Chuẩn bị đồ suốt từ nãy giờ đấy. Hôm nay trời khá là oi bức anh em ạ. Này trời nóng lắm, oi lắm. Hôm nay nhìn nước khá đẹp anh em ạ. Chỗ này sâu nước lắm. Hôm nay tôi đánh cần 7m2 anh em ạ. Hôm nay 7m2 đánh cho nó xa một tí. Đánh chấm cỏ và đánh xa bờ anh em ạ. Hôm nay đánh cỡ 7m2, 8h anh em ạ. 8h nha. Cá quấy khá nhiều. Nếu có cạn mà, cá quấy nhiều lắm. Nóng thế, không có gió máy gì nha bạn. Không gió máy gì hết, nóng quá. Rồi tôi xả ố anh em nhá. Xả nhiều tí vậy. Mới đầu xả nhiều tí anh em ạ. Cá tự nhiên này. Đi câu tự nhiên mới đầu xả nhiều một chút. Làm một ố to anh em ạ. Dụ cá vào. Cá tự nhiên nó hơi bị khó luôn anh em ạ. Cá tự nhiên dụ cá vào cực kỳ khó. Xả nhiều tí cũng được. Không sao. Cá con rất là nhiều anh em ạ. Xả nhiều chút không thì ngồi dưới xuống nơi đã mất hết rồi. Thêm anh em nhiều chút. Thả rộng một tí rồi cá nó vào. nó xuống tận nơi không cá còn nước hết. Ok, đã vào chỗ đó anh em nhá. Chỗ này tầm hơn 20 nước anh em ạ, hơn 20 mét nước, cũng sâu phết đấy. Hôm nay nước nó cạn rồi đấy, cũng chỗ này xuống giờ còn nó hơn 2 mét thôi. Đó, công cuộc chờ đợi thôi anh em nhá. Anh em xem giải trí cho vui. Anh em xem nhớ đăng ký kênh và like share để ủng hộ tôi nhá, để tôi động lực đi câu để phục vụ cho anh em cho nó vui. Tăm nổi khá nhiều anh em ạ. Tăm chuông anh ổ nhiều lắm. 1 tiếng rồi chưa hiện điều gì anh em ạ. Nhưng mình nghĩ là đi câu tự nhiên này phải lâu, xả mồi phải mấy tiếng ấy thì mới dụ cá vào được. Nên trời oi quá, không gió mái gì, nóng kinh khủng. Tăm nổi rất nhiều anh em ạ, không thấy ăn đấy. Chưa thấy gì anh em ạ, im lắm, không có con nào vào ăn ngô. Câu ít mấy tiếng nữa mình sẽ đối mồi thôi, không có nào vào ăn ngô. Vừa vào lấy mồi em ạ, vừa vào lấy mồi ở Đông Lạnh đánh với con rô phi. Ngô không ăn thất bại rồi, ngô từ sáng giờ không thấy ăn luôn. Tôi lấy bố Đông Lạnh về. Bố Đông Lạnh đây anh em ơi, đánh một mồi cá, một mồi ngô vậy. Ngô không thấy ăn luôn. Tại thật không có nào ngô. Bắt đầu câu mồi Đông Lạnh em nhá. Một mồi Đông Lạnh, một mồi ngô. Đánh 2 mồi khác nhau, xem ăn loại nào. Mùa Đông Lạnh là đánh mấy con rô phi xem nó có được không. Ở sóng khá to anh em ạ. Sóng to thế nhỉ. Bên này loan chiều là nó gió, nó sóng to thế, không có gió mấy đâu, ngồi đây im phắc luôn. Từ sáng giờ ăn được mấy lần, trượt. Con đầu tiên anh em ạ. Thì xã giáo được con. Ngồi thối đất rồi. Mấy tiếng giờ được con cả. Xương thật anh em ạ, khoai quá. Quá hàng rồi anh em ạ. Có chép rồi. To phết anh em ạ. Cả ngay đâu con đứng đây. thứ hai nha bạn, từ sáng giờ đấy. Giờ từ sáng được 2 con. Đáng thay cần 6,3 m thì lại cắn. Cần này nặng quá. Thay cần 6,3 nha bạn, cần này nặng lắm. Con nữa nha bạn, 3 con rồi, 3 con rồi nha bạn. Ủa mất rồi, con ô hay quá. Cũng được rồi nha bạn, may quá rồi, ngay nó không chạy mất. May quá. Bé nha bạn. Tầm này cá đang ăn mạnh thế này nha bạn. Tôi phải thay cái mồi huyền thoại có cá luôn. Câu cái mồi đông lạnh có hơn thua. Thay ngay mồi huyền thoại được câu móm. Cạn liên tục anh em ạ. Quang săn luôn. Lại chép đó rồi nha bạn. Chép vào kinh. Giờ chép vào kinh khủng. Vào liên tục. Khá phết anh em ạ. Trắng trẻo. Ui, to phết đây. To phê nha bạn. Ê, khá ghê đấy. Lại về buôn làng rồi, cá về buôn làng rồi. Cá về buôn làng rồi. Rồi mới vào, kinh thật. Từ sáng rồi. Giờ đặt cán luôn. Ê, tại sáng thì ngồi dài răng ra. Đang nghịch điện thoại nó lôi cần đi nha mà. Ôi không biết con gì nó lôi cá cần đi luôn này. Đang nghịch điện thoại nó lôi mất. Ác thật đấy. Không biết được cái con gì. Giật khuyết không mình. Không biết con gì. Đến xem con gì anh em nhá. Gì đây mà lôi cá cần của ta đi. Kinh thật. Ủ to đây nha bạn. Khá đấy. Ui, khá đâu, khá đâu. Chắc. Dùng phỉ to lắm anh em ạ. À, chấm, đúng quá rồi. Chắc quá rồi. Có rồi anh em ơi. Hay quá đi. Có quả rồi. Thằng nào lôi cần đi. Có cỏ rồi. Ui, cỏ phết đấy. Ui. Thành công rồi. Thành công rồi anh em ơi. Thành công rồi. Yeah. Ui, con này mấy cân này. Thành công rồi anh em ạ. Ui, mà sướng thế nhỉ. Cái loài nó lôi mất cẩn luôn. Phê quá anh em ơi. Không ăn ngô chứ lúc cái ngô không ăn, giờ thay cám phải ăn cám. Anh em này đây nhá. Đây nhá. To lắm anh em ạ, con này tầm 3 cân đấy. Ui, sướng quá. Lôi mất cần luôn. Tảo dọn nhá. Đào chắp vào nhiều nó vào theo anh em ạ. Phê quá. Bây giờ cũng 5 rưỡi anh em ạ. Giờ trời khá đẹp rồi đấy, nhưng mà thôi 5 rưỡi rồi, tối rồi, gần tối rồi. Không mang đèn pin đi, cũng phải về thôi. Về mai đi sang đây đánh lại nữa, chiến đấu tiếp. Mai đi săn mè nha mà. Mai ra đây đánh mè xem có không. Hôm nay thì là săn có tắm cỏ là thành công rồi. Bây giờ tôi dọn đồ về nhá. Giờ tôi báo cáo cho anh em. Báo cáo cho anh em xem nhá. Bây giờ báo cáo cho anh em xem nhá. Ông chuẩn bị về đây. Hôm nay thành công mỹ mãn anh em ạ. Không được được một con cũng được rồi. Không được nhiều nhưng được một con nó cũng khá rồi đấy. Nó cũng thành công rồi. Đúng không anh em? Đấy, hôm nay được chục con chép đấy. Nghĩ được một anh này là đẹp trai nhất trong giỏ này đấy anh em ạ. Phê không anh em? Báo cáo này là thành công anh em nhá. Đi săn hàng thành công nhá. Đẹp trai nhất đây này. Rồi bây giờ tôi đi dọn đồ đi về anh em nhá. Mai là đi chiến đấu tiếp. Chiều tối khá mát mẻ anh em ạ. Khá đẹp, khá mát. Cái có mang đèn pin nữa thì ở thêm một tí nữa, nhưng mà không mang đèn pin đi thì lát nó tối rồi, không có về được. Bây giờ tôi dọn đồ về anh em nhá. Hẹn anh em đến video tiếp theo nhá. Xin chào tạm biệt.